Chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Con bò có mấy chân? 4 chân. 1 2 3 4 Con bò có 2 tai, 2 mắt, 1 cái mũi, 2 cái sừng. Con bò có 2 tai, 2 mắt, 1 cái mũi, 2 cái sừng. Cái mũi của nó có màu gì? Cái mũi của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Dưới cổ của con bò có một dải yếm. Dải yếm. Dải yếm. Con bò có một cái đuôi. Cái đuôi. Cái đuôi dùng để đuổi côn trùng. Đây là con bò cái. Đây là con bò cái. Đây là con bò đực. Đây là con bò đực. Con bò ăn cái gì? Con bò ăn cái gì? Nó ăn cỏ. Cỏ, cỏ.